quả lê may mắn. Đúng là cái số mình xui xẻo đủ được. Ê chết, để bà lao đầu cho đã nào. Cháu giận vì ba mẹ mà hùng hục tự đi về để mắc mưa thế này cơ chứ. Mà hôm nay cháu tan học sớm vậy. Hôm nay trường được nghỉ chiều để diễn tập cho hội thao ngoại ơi. Cháu lại trượt đội bóng rổ rồi. Tại cái số cháu nó xui, mình thường chả sao. Đến lúc thi chọn đội hình thì toàn đánh trượt. Cái thằng bé này, số má cái gì, bé tí tuổi mà cứ như ông cụ non á. Thật mà bà, cháu chưa bao giờ gặp Mai cả. Mà ước trở thành vận động viên bóng rổ của cháu sắp tan thành bong bóng rồi. Sao có người thì may thế, như thằng Kiên ấy. Kiên may sao hả cháu? Thì bình thường đánh bóng rổ chẳng hay bằng cháu. Vậy mà hôm đi thi nó lại đánh rất ngầu. Thế là được thầy chọn đi dự hội thao rồi. Thì có phải ai cũng được như thằng Kiên đâu. Cháu yêu bóng rổ vậy, bà cũng nhìn cháu đánh rồi. Cháu là một tay bóng cừ đấy chứ. Giờ lại thi trượt thì không buồn sao được. Nhưng cũng không nên vì thế mà đổ tại số mình xui xẻo được. Cháu chắc chắn luôn đấy bà ạ. Không chỉ chuyện bóng rổ, ra đường cháu cũng gặp mưa gió đùng đùng. Có cái ô cũng bị cán rách bươm nữa. Xem ra cháu rất giống bác thợ tiện trong một câu chuyện cổ tích về vận may. Bác ta cũng khẳng định rằng mình chưa bao giờ gặp may mắn y như cháu vậy đó. Mà lại trêu cháu rồi. Với lại cháu lớn rồi chả thích chuyện cổ tích nữa đâu. Ừ nhỉ, cháu bà hẳn 9 tuổi rồi. Lớn ghê á. Nhưng mà bà thấy giống lắm. Cháu không tin thì nghe thử bà kể xem. Hả? Thật không bà? Thuở ấy, đã lâu lắm rồi, có một bác thợ tiện nghèo chuyên làm các loại ô, cán, quai và làm nhẫn. Chỉ đủ nuôi miệng mà chẳng dư giả tí gì. Sắp phải đi đưa hàng trong thị trấn thì lại mưa to chứ. Đúng là cái số mình xui xẻo đủ đường. Quanh ngôi nhà và khu vườn của bác thợ tiện mọc đầy rẫy những bụi cây dại, bởi cây gì trồng cũng chả lên nổi. Chỉ duy nhất có một cây lê, nhưng nó chẳng ra được quả nào. Ấy vậy mà vận may lại nằm ở cây lê không ra quả đó, nằm trong một quả lê vô hình. Người xui nên vật cũng xui theo, thường thay. Mà biết sao, cái số đã định. Số nó đã không cho quả là bị bão quật gãy cả cành thế này. Mình tiện mấy quả lê gỗ cho tụi nhỏ chơi vậy. Dưới bàn tay khéo léo của bác thợ tiện, khúc gỗ vô tri đã trở thành những quả lê gỗ lớn bé xinh xắn mà bọn trẻ con bác thích thú vô cùng. Wow, tuyệt quá, cây lê nhà mình cho quả gỗ mới hay chứ. Những ngày nắng để bọn trẻ nô đùa như thế rất hiếm hoi. Còn lại ở đất nước bác thợ tiện ở, mưa gió liên miên. Vật dụng thiết yếu gắn với mỗi người chính là chiếc ô. Bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng chính là tiện những cán ô. Ấy thế nhưng chính nhà bác cũng có mỗi một chiếc ô để dùng. Đã thế còn suốt ngày bật chớp. Xô xui, xui thế là cùng. Đến cái ô cũng suốt ngày bung chớp. Gió thổi mạnh tí cái là bung, cụp xuống cũng bung. Chẳng tìm thấy cái nút đâu. Nhưng thứ này cũng dùng thay tả mấy chứ. Và thế là bác thợ tiện khoét một cái lỗ vào quả lê, xâu một sợi dây qua đó, và quả lê bé xíu rất vừa để thay thế cái vòng nọ làm thành cái chớp ô. Không ngờ cái chốt này lại quá tuyệt. Không lâu sau đó, khi gửi đơn hàng cán ô vào thị trấn, bác thợ tiện không quên gửi kèm những quả lê gỗ tí xíu
và xin người ta dùng thử nó làm nút buộc cho cái chóp ô. Và những quả lê gỗ tí xíu ấy đã tới được nước Mỹ. Ở đó người ta thấy chúng dùng làm nút buộc chóp ô tốt hơn nhiều những cái nút bình thường khác. Thế là bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng làm những nút buộc ô bằng những quả lê gỗ nhỏ xíu với số lượng rất lớn, hàng nghìn quả lê gỗ ra đời cho tất cả những cái ô. Cả cây lê được chặt xuống và tiện thành những quả lê nhỏ. Những quả lê nhỏ ấy lại mang đến những đồng tiền lớn cho bác và gia đình. Một thời gian sau, với số vốn tích góp được, bác thợ tiện đã mở một xưởng sản xuất. Xưởng của bác giờ không chỉ là xưởng tiện những đồ gia công nhỏ lẻ nữa, mà có thể sản xuất trọn vẹn thành phẩm, chẳng hạn như một chiếc ô hoàn thiện. Thật không ngờ phận may mà mình nghĩ là chả bao giờ mình có được lại nằm trong quả lê. Chóp ô bằng những quả lê gỗ nhỏ ấy chính là tiền đề để làm nên những chiếc ô với chóp chắc chắn, tiện lợi ngày nay mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Cháu không ngờ chiếc ô chắc chắn mà mình dùng ngày nay lại có khởi nguồn từ quả lê may mắn ấy. Và từ một người mà tưởng như vận may đã bỏ quên mình. Thế đấy, có những người lúc nào cũng gặp may, có người chỉ gặp vào mùa nào đó nhất định, vào ngày nào đó nhất định. Thậm chí có những người chỉ gặp nó một lần trong đời, nhưng nhất định là chúng ta đều có gặp đó cháu ạ. À, cháu đang nghĩ quả lê gỗ may mắn ấy có chút gì giống với quả táo rơi xuống đầu Newton, và rồi ông nghiệm ra định luật vạn vật hấp dẫn mà bố cháu đã từng kể. Rất giống, mỗi người sinh ra trên đời đều được tạo hóa gửi theo một món quà may mắn, đặt ở một nơi ta ít ngờ đến nhất. Bà ơi, cháu rồi cũng sẽ tìm thấy món quà may mắn của mình bà nhỉ? Sẽ thấy, chỉ cần cháu tiếp tục cố gắng thôi. Chẳng như việc vào đội bóng rổ, cháu có thể thử sức ở cuộc thi khác kia mà. Dù thế nào, cháu cũng không từ bỏ việc tìm lấy một quả táo hay quả lê may mắn của mình chứ. Cháu nhất định sẽ tìm thấy bà ơi, cháu hứa với bà đấy. Chàng lính tinh quái và nàng Elena xinh đẹp. Chán quá, cứ phải đứng gác ở nơi heo hút vắng vẻ thế này. Giá mà được rời khỏi đây thì tốt quá. Này chàng trai, Mi là ai? Đừng sợ, ta không làm hại anh đâu. Ta là con quỷ Kamat bị nhốt trong lâu đài này đã 30 năm rồi. Nếu như anh muốn rời khỏi đây thì chỉ cần thả ta ra thôi. Thả người ra ư? Như vậy ta sẽ được gì chứ? Nếu như ta bỏ trốn khỏi nơi này, ta sẽ bị trừng phạt đó. Nếu anh thả ta ra, ta sẽ đưa anh đến một nơi tuyệt đẹp, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Sẽ không ai biết anh ở đâu mà trừng phạt đâu. Nghe cũng được đấy, nhưng làm cách nào để thả người ra? Dễ lắm, chỉ cần xé bỏ dấu niêm phong trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, ta sẽ thoát ra thôi. Được, ta sẽ giúp ngươi, ngươi phải giữ lời nha. Đây là ba đứa con gái của ta, từ nay anh cứ ở đây, chúng sẽ chăm sóc cho anh. Tuyệt quá, cảm ơn ngươi. Từ đó, Leo ở lại trong lâu đài của quỷ và được ba cô con gái của quỷ chăm sóc từ cái ăn đến giấc ngủ. Mọi chuyện vẫn êm đềm diễn ra cho đến một ngày. Là tiếng gì thế? Sao cứ bất cẩn làm rơi lọ hoa thế? Đi nhanh lên, kẻo đến muộn nữ hoàng nổi giận bây giờ. Ba la, hóa ra chim bồ câu. Ba la, hóa ra chim bồ câu. Kính chào nữ thần Elena. Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi một phép thuật mới. Trời ơi, nàng mới xinh đẹp làm sao? Trước giờ ta chưa từng thấy người nào mà xinh đẹp như thế. Ước gì ta có thể lấy nàng làm vợ.
Các ngươi thật bất cẩn, tại sao lại để người lạ bám theo thế? Người lạ nào hả? Là ngươi ư? Ngươi dám lén lút đi theo để học trộm phép thuật sao? Ngươi sẽ bị trừng phạt. Xin đừng. Nữ thần hãy tha cho tôi. Tôi chỉ tò mò mà đi theo thôi, chứ không có ý học trộm phép thuật đâu ạ. Xin nữ thần hãy tha cho anh ta. Anh ta là ân nhân của cha chúng tôi. Cha chúng tôi đã giao phó phải chăm sóc cho anh ta. Chúng tôi hứa sẽ quản thúc anh ta thật tốt, sẽ không có lần sau đâu ạ. Thôi được rồi, ta tha cho ngươi lần này. Nếu như lần sau còn tái phạm, ta sẽ lấy mạng của ngươi đó. Còn các ngươi, hôm nay sẽ không được học gì, coi như là hình phạt. Tạ ơn nữ thần, tạ ơn nữ thần. Anh thật là liều lĩnh mà, dám lén theo chúng tôi đến đây. Anh có biết nữ thần Elena có cuốn sách thần, mọi chuyện trên đời đều không thể qua mắt nàng hay không? Cũng may là nàng nhân từ mới tha chết cho anh đó. Từ hôm đó, Leo phải lòng nàng Elena, ngày nào cũng nhớ nhung nàng da diết, không thể kiềm chế được bản thân. Chàng quyết tâm lên đường tìm nàng thổ lộ. Kamat, người ở đâu? Kamat, người gọi ta sao? Người đây rồi. Bao lâu nay người biến đi đâu thế? Người có thể giúp ta được không? Nếu người muốn đến tìm nàng Elena thì ta không giúp được đâu. Nàng ta chúa ghét đàn ông. Lần trước đã tha mạng cho ngươi một lần rồi. Lần này bắt được chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi. Ta xin ngươi hãy giúp ta đi. Ta trót yêu nàng mất rồi. Giờ chỉ cần ngươi chỉ cho ta một chút phép thuật biến hóa, ta sẽ tự mình đến đó. Sống chết ra sao ta tự chịu. Đúng là... Thôi được rồi, coi như ta trả ơn ngươi. Sau này ngươi có ra sao đừng trách ta không báo trước. Lại đây, ta sẽ dạy cho ngươi vài câu thần chú biến hóa. Cảm ơn ngươi, ta tự biết mình phải làm gì mà. Sau khi được quỷ Kamat dạy cho một số phép thuật, Leo lập tức hóa thành chim bay đến tòa lâu đài của nàng Elena. Lại là ngươi sao? Ngươi dám? Lần này thì ngươi khó sống rồi. Ngươi còn điều gì để giải thích? Nếu chết dưới tay của nàng là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng có biết là ta yêu nàng tha thiết như nào không? Ta bất chấp mọi nguy hiểm tìm đến đây cũng chỉ để gặp nàng thôi. Ta muốn được làm chồng nàng. Ngươi đúng là một kẻ lẻo mép. Muốn làm chồng của ta sao? Ngươi có bản lĩnh gì chứ? Nghe nói nàng có một cuốn sách thần nên có thể tinh thông mọi chuyện. Hãy để ta đổi trí với nàng. Bây giờ ta sẽ trốn vào một nơi. Nếu như trong vòng 12 giờ đồng hồ nàng không tìm thấy ta thì nàng phải lấy ta làm chồng. Bằng không ta sẵn sàng chịu mọi hình phạt của nàng. Ngươi dám thách thức ta ư? Được lắm. Ta không tin là ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Được, ta đồng ý. Ta cho ngươi một giờ để tìm chỗ trốn đó. Được, xin nàng hãy giữ lời. Một giờ đã trôi qua, ta có thể tìm hắn được rồi. Hỡi sách thần, hãy nói cho ta biết tên láo cá đó đang ở đâu. Sao lại thế? Sách thần không biết hắn đang ở đâu ư? Sách thần, hãy cho ta biết tên láo cá đó đang ở đâu. Ta thua rồi. Ngươi mau ra đây đi. Nàng hãy há miệng ra đi, ta sẽ xuất hiện ngay. Ngươi trốn trong người của ta sao? Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi trốn ở trong người nữ thần, nhập với nữ thần là một, nên cuốn sách của nàng không thể tìm ra tôi được, mặc dù tôi đang ở ngay trước mắt. Ngươi đúng là một kẻ láo cá thông minh. Trước giờ chưa kẻ nào thoát khỏi cuốn sách thần của ta. Ta thua rồi. Vậy nàng sẽ giữ lời lấy ta làm chồng chứ? Ta đồng ý. Cuối cùng, chàng trai Leo đã khiến trái tim Elena rung động và chấp nhận làm vợ chàng. Đám cưới được diễn ra vui mừng trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Bữa cơm gia đình.
Hôm nay nóng bức quá. Xong việc rồi, hai đứa đi làm mấy vại bia cho mát nhé. Rồi ăn cơm quán luôn. Tớ về ăn cơm nhà thôi. Bị ghiền món canh cua, cà pháo của vợ rồi. Không thiết tha gì đồ ăn bên ngoài cả. Chà chà, mấy món đó thì lúc nào ăn chả được. Thỉnh thoảng phải đi ăn hàng cho thay đổi chứ. Ôi, đặc sản của vợ tớ đấy. Ăn hàng thấy không ngon miệng. Thôi, tớ về đây. Anh về rồi ạ? À? Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm à? Ừ, anh đói quá. Chỉ mong hết giờ làm để về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh vất vả quá. Ngày nào cũng đi làm từ sớm đến khuya mới về. Vất vả gì đâu. Em và con vui là anh mừng rồi. Anh vất vả, mà ngày nào cơm nước cũng chỉ thế này. Em... Không đâu, anh thấy rất ngon mà. Trời nóng thế này, được bát canh cua với cà pháo là tốn cơm lắm. Vả lại chúng ta cùng nhau cố gắng, sắp đủ tiền để mua một căn nhà mới rộng hơn, to đẹp hơn rồi. Anh đi làm về rồi đón con giúp em. Hai bố con về thì hâm thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh nhé. Từ giờ em sẽ thường xuyên về muộn đấy. Sao thế? Em nhiều việc vậy à? Thì anh xem, kết thúc việc ở cơ quan là 5:30. Sau đó em đến lớp tập yoga. Tiếp đến là chăm sóc da ở spa. Phải đến 10 giờ đêm mới xong xuôi được. Phải theo đều đặn thì mới có hiệu quả được anh à. Nhưng có phải ngày nào cũng đi spa đâu. Hôm nào không đến spa thì em đi học lớp trang điểm nữa mà. Em cũng có nhiều việc cá nhân chứ. Nhưng suốt ngày ăn thức ăn sẵn, chán lắm. Anh chịu khó nhé, em làm đẹp cũng vì anh mà. Tạm biệt anh yêu, em đi trước đây. Mẹ ơi, sao mẹ về muộn thế? Con đói lắm rồi, mẹ mau nấu cơm đi ạ. Mẹ tưởng hai bố con ăn ở ngoài rồi chứ. Mà sao con không bảo bố mua pizza hay là gà rán cho? Con không ăn bên ngoài đâu, chán lắm. Con thèm cơm mẹ nấu. Ừ, được rồi, chờ mẹ một lát là có cơm thôi. Yay, hôm nay được ăn cơm mẹ nấu rồi. Mời hai bố con ra ăn tối nào. Ôi, không có cơm ạ. Lại mấy món chế biến sẵn thế này, ăn chán lắm. Hai bố con chịu khó, hôm nay mẹ vội quá không kịp đi chợ. Nhà có gì dùng nấy thôi. Hai bố con ăn đi nhé, mẹ đi tắm rồi ngủ trước đây. Hôm nay mẹ mệt lắm. Anh đi làm về rồi à, mau vào ăn cơm. Hôm nay em mua nhiều đồ ở siêu thị lắm. Em ăn đi, anh không đói. Anh sao thế? Mấy hôm nay anh đều không ăn cơm ở nhà, hoặc viện cớ đi bỏ bữa. Anh muốn em nấu cơm ở nhà. Em đã thu xếp công việc đi chợ nấu cơm cho anh. Vậy mà anh lại thờ ơ như thế. Có phải phụ công em lắm không? Anh không quen ăn mấy món chế biến sẵn, nuốt không trôi. Của một đống tiền đấy, người ta còn chẳng có mà ăn, anh lại còn chê. Cô Hương mới đi công tác về đó hả? Dạ không, đợt này em có đi đâu đâu. Mấy hôm tôi thấy chú Tuấn dẫn thằng bé nhà cô ra ăn cơm bình dân, tôi lại cứ tưởng cô đi công tác. Dạ không, nhưng em hay có việc phải về muộn. Mà chị ơi, chị hay gặp nhà em ăn cơm ở quán bình dân à? Ừ, chú ấy bảo thèm bát canh cua với cà, thích đĩa cá kho tộ. Thấy hai bố con ăn cơm ở quán ngon lành lắm. Quán đấy họ nấu nướng đơn giản mà đông khách. Tôi nhìn hai bố con chú ấy ăn ngon, cũng mua về ăn vài bữa. Đàn ông đúng là giống nhau. Ông chồng tôi cũng thế, chỉ thích vợ nấu mấy món dân dã, canh cua, cà pháo. Em tưởng chị vẫn hay nấu cho anh nhà, sao phải ra quán mua làm gì? Cũng chỉ vì chuyện cậu em trai tôi, nhà cửa lục đục. Mấy hôm nay tôi cũng phải đến hòa giải mấy chuyện gia đình, nên chẳng nấu cơm cho ông nhà tôi được. Em trai chị ư? Anh Kiên ấy ạ? Thì đấy, nó có
có cô vợ làm giám đốc, xinh đẹp, kiếm tiền giỏi không ai bằng. Ấy vậy mà nó vẫn bỏ vợ giám đốc để đi lấy một cô tạp vụ kém về nhan sắc lẫn tài năng đấy. Sao lại thế được? Thì cô vợ cứ mãi mê với công việc, không quan tâm chăm sóc gia đình, bếp núc thì cũng lạnh tanh. Còn cô tạp vụ kia biết chăm sóc vun vén gia đình, cơm dẻo canh ngọt lúc nào cũng sẵn sàng. Em trai tôi nói chỉ cần có thế thôi, một gia đình thật sự. Hóa ra là như vậy. Đúng là đường vào trái tim đàn ông qua dạ dày cô ạ. Mà cô em dâu tôi á thì cứ lao vào công việc như con thiêu thân ấy. Giá mà nó dành chút thời gian chăm sóc chồng nhiều hơn thì đâu đến nỗi. Ngày xưa chúng nó yêu nhau lắm. Dạ đúng rồi chị. Thôi chị về nhé. Dạ chào chị. Từ bao giờ mình đã quên đi điều quan trọng nhất đối với gia đình mình? Có lẽ mình phải chuyển lịch học yoga vào các buổi trưa thôi. Buổi tối là lúc dành cho gia đình. Chà, thơm quá. Mùi gì đó rất thân quen. Mẹ đúng là số 1. Mẹ làm những món này là ngon nhất đấy. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi mà. Từ giờ nhà mình sẽ không để thiếu những bữa cơm như thế này nữa nhé. Ừ, thôi cả nhà vào ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.